Thực ra là điều kiện lao động nó ảnh hưởng rất nhiều đến nhan sắc. Là lúc trước khi mình kiếm 130 triệu một tháng hoặc ít nhất là làm ngân hàng ấy, thì ít nhất là làm ngân hàng thì lương không quá cao, nó chỉ quanh quanh chục triệu hoặc vài chục triệu. Nhưng mà nhan sắc rồi da rẻ nó không bị như thế này, da mình rất là dữ. Cho nên là khi mà bây giờ mà mình về đây mình trồng trọt cây cối rồi là các cái điều kiện sống nó không tốt như trước ấy. Tức là sau khi mình bị tỷ phú bất động sản với cả người của họ môi giới môi giếc các thứ, rồi người do họ thuê về họ lừa bẫy, họ lợi dụng công sức của mình xong họ cướp hết sạch thành quả tích lũy, thì bây giờ về đây cái điều kiện sống nó không còn được như trước. Mình phải làm tất cả mọi việc, mình phải tự mình dọn dẹp, tự mình làm tất cả mọi việc rồi trồng cây trồng cây, xong bắt đầu nó tàn phá nhan sắc. Đêm thì không ngủ được, những cái đợt nào mà không bị họ dọa thì ngủ được, còn đợt nào họ dọa thì đêm không ngủ được, thì mắt trũng quầng, mắt trũng xuống thâm xì, xong bắt đầu là da nhăn ra nhão ra. Còn đâu tay thì do mình phải do điều kiện làm việc ấy, cho nên là tay bây giờ rất sợ luôn. Ngày xưa kiểu không 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 ấy này thì da tay nó trắng mịn đi, mặc dù là tay mình cũng không đẹp nhưng mà da tay nó cũng trắng, nó mịn màng rồi nó dễ nhìn cho nó không bị sưng như này. Còn đây là do là cái điều kiện làm việc nó ảnh hưởng đến nhan sắc, ảnh hưởng rất nhiều đến nhan sắc và vẻ đẹp, nó hủy hoại rất nhiều đấy. Nhưng mà bây giờ cũng không làm gì được, tại vì là mình bị họ làm hại, bị phong tỏa tất cả những kiến thức rồi là các thứ mình rèn luyện các thứ bao nhiêu năm thì đều không có cơ hội dùng. Thì bây giờ phải dựa vào khu này, thì dựa vào khu này thì cái điều kiện nó làm việc như thế này thì mình vẫn phải làm việc để sống thôi. Thì công cán thì nó thấp mà nó hủy hoại nhan sắc nhiều lắm. Thật ra là trên đời này có những kẻ rất là ác độc. Ở bên ngoài thì mọi người vẫn khen nức nở tập đoàn của ông ta, rồi người của họ phó chủ tịch tập đoàn thì vẫn cứ kêu là yêu nước yêu nước các thứ, nhưng mà thực ra là rất khổ nạn luôn. Bản chất thật vô cùng tàn độc, toàn ăn cướp của những người gọi là không có tiếng nói mà xã hội không biết được, giống như là mình ấy. Nghĩ thì rất là cay cú nhưng mà cũng không làm gì được, bởi vì là mình yếu thế hơn. Bây giờ thì xã hội này thì cả quan chức hay là bình thường thì cứ mạnh thì thắng thôi, thì cướp thoải mái thôi, còn đâu mình yếu thế thì mình cũng không làm gì được thì phải chịu thôi, mất tiền thì phải chịu, bị lợi dụng thì phải chịu, bị hủy hoại thì phải chịu thôi, cũng không làm gì được cả.